Để mở két sắt khóa cơ của Tokyo, các bạn làm theo những bước sau. Bước 1 là bạn xoay chìa khóa sang bên phải, sau đó rút chìa ra. Bước số 2 là xoay bộ khóa cơ đổi mã. Thì cái mã số ban đầu của két sắt là 4 lần số 50. Các bạn quay 4 lần số 50 sang bên phải. Bạn quay như sau. Ban đầu mình đặt đúng vào cái số 50. Trong cái vạch ở giữa ở đây là được tính 1 lần. Mình quay 4 lần. 2 lần. 3 lần. 4 lần. Sau khi mà quay xong 4 lần thì mình sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì khi bộ khóa nó cứng lại, không xoay được nữa, cứng lại, thì mình gạt tay cầm lên để mở két ra. Thì đấy là cách mở két sắt Tokyo 68 khóa cơ. Để đóng két sắt thì các bạn chỉ cần đóng cánh, tay cầm sẽ gạt ngang. Lúc này mình chỉ cần dùng chìa khóa, mình quay ngược chiều kim đồng hồ, sau đó rút ra, sau đó xoay bộ mã đi, sắt sẽ tự động khóa lại. Đây là bên ngoài của két sắt. Đây là nội thất của két sắt.